anh ba phải đã cùng anh những ngày đầu tiên. Nhỏ nhất ở trong nhóm, nhỏ có vỏ là điều dĩ nhiên. Lời chúng thật là tên của cậu, còn mọi người gọi là thật ghẻ. Ra có duyên trong mọi tình huống và đem lại những điều mới mẻ. Nhanh nhẹn lanh lợi là những thứ anh Phú đang cần. Dễ thương hòa đồng quạt bác, một con người cực kỳ dễ gần. Mọi người thì yêu quý cậu vì ngoại hình thật là cute, dáng nhỏ mà còn dễ thương, còn chỗ nào đâu để mà chê. Cậu sinh năm 2008 và sở thích đó là đua xe, chở nhà ngáo trên đường tới trường, có nhiều lần đâm vào bụi chuối. Thật và nhã bị tai nạn xe, không ai muốn điều đó xảy ra. Chỉ chạy xuống nằm ở ngoài da và rắc hơi là không sao mà. Nhìn thật dễ thương vậy thôi, chứ nhiều lúc đi khỉ người ta. Nhiều nhất là cậu Thành Lát và tất cả mọi người trong team. Biết xây dựng tình huống của mình để video có thể hay hơn. Lời nhồi thì không chịu nổi, đừng bao giờ để thật lên cơn. Thành viên phải nói năng ký, không thể thiếu trong anh ba phải. Thật ghẻ phải có ý chí để phát triển ở trong tương lai. Thật ghẻ đây là thật ghẻ, và thật ghẻ có 102. Và đây chính là thật ghẻ có bản thân nhất, không có thứ hai nè. Bị cho nhiều nhất trong team, những nội dung mình Phú nghĩ ra. Và cái team cùng nhau hợp tác, cho thật ghẻ phải nói quá đã. Dù ra sao thì cậu vẫn vui công hiến đến cho mọi người cùng xem. Nhưng giải trí và sự thoải mái, nụ cười của thật phải được đính kèm. Cậu luôn cố gắng với bản thân mình, và mọi người thì luôn bên cạnh, luôn tỏa sáng trong mọi tình huống. Đã tới lúc thật ghẻ tung hoành, cái nói chuyện thì không giống ai, làm người ta để phải cười nghiêng. Cậu út nhỏ trong manh ba phải, không phải dân vừa cực kỳ có duyên. Một thành viên phải nói nặng ký, không thể thiếu trong manh ba phải. Thật ghẻ phải có ý chí để phát triển ở trong tương lai. Thật ghẻ thì là thật ghẻ, và thật ghẻ có 102. Và đây chính là thật ghẻ có bản thứ nhất, không có thứ hai nè. Ok, nếu mọi người mà giúp video tìm nhà YouTuber Nguyễn Hải này mà đạt được 2k like thì mình sẽ tìm nhà của một YouTuber mà nhiều bạn yêu cầu nhất nha. Thì mình sẽ để dưới phần link này, thì mọi người chỉ cần click qua và xem video giúp mình nè, và chia sẻ video giúp mình nè nha. Và mọi người thấy video nhạc rap về thật ghẻ này như thế nào, nếu mọi người thấy hay á thì nhớ chia sẻ giúp mình đó nè. Like, share, đăng ký, khi mình ra video thì mọi người sẽ nhận được những video sớm nhất của mình nha. Thì tạm biệt tất cả mọi người, bye bye.